Thành công nối tiếp thành công, album solo công diễn 4 tiếp tục leo lên vị trí top 1 iTunes Việt Nam sau những bài sát cả lốt, đầy ngoạn mục đến từ bốn anh tài, tinh hoa hội tụ, phụ nữ gắc yêu. Ngày hôm nay hãy cùng VTV Show thưởng thức bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, cười thả ga với những hoạt động thách đấu anh tài và reaction hết cả hơi cho tập 9 của anh trai vượt ngàn trong gai nhé. Công diễn 4 với chủ đề điểm tựa. Các anh tài ở đây thì mỗi người sẽ có những điểm tựa khác nhau. Tuy nhiên, điểm tựa vững chắc nhất là khi chúng ta quay trở về với cội nguồn. Trong công diễn 4 này, điều chương trình muốn nhấn mạnh đó là điểm tựa của sáng tạo nghệ thuật chính là cội nguồn văn hóa. Đối với đêm công diễn 4, tất cả các nhà sẽ giữ nguyên đội hình. Về quy tắc biểu diễn, công diễn 4 yêu cầu mỗi nhà sẽ có 3 tiết mục, bao gồm 1 tiết mục solo, 1 tiết mục song ca và 1 tiết mục nhóm. Với tiết mục solo, mỗi nhà lớn sẽ cử một anh tài trình diễn và được tự do lựa chọn ca khúc. Tiết mục song ca và tiết mục nhóm sẽ tiếp tục tiến hành đấu giá để giành bài hát và thứ tự biểu diễn. Ở phần đấu giá bài hát song ca, bốn nhà lớn chọn bốn ca khúc khác nhau nên không có sự phản đối. Phần đấu giá này khá trơn tru vì chỉ diễn ra một lần. Gái cấn nằm ở phần đấu giá bài hát nhóm, khi nhà mứt gừng quyết tâm giành bằng được Dạ Cổ Hoài Lang với số điểm hỏa lực cao ngất ngưỡng. Trải qua vài phiên đấu giá, canh tại giờ đây đầy chiêu trò và tính toán. Khó chịu vô cùng. Nhà cá lớn đang ở tâm thế là để mình xem các nhà kia làm gì thôi, chỉ là muốn để các đội kia mất tiền thôi. Kiểu vậy đấy. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Kết quả cuối cùng, Dạ Cổ Hoài Lang thuộc về nhà mất gừng. Con nhà trẻ quyết tự tạo ra trông gai khi all-in số điểm hỏa lực mình đang có cho ca khúc Đào Liễu. Mặc dù chắc chắn nó đã thuộc về nhà trẻ, thế nhưng lý do đó là món quà của nhà trẻ dành cho Hà Lê. Có một cách chơi với nó là quá đẹp. Nhất anh tài Hà Lê luôn nha. Lại một ngại khóa trông gai nữa cho các anh tài của chúng ta. Thử thách sáng tạo video ngắn. Khi chúng tôi tin các ekip nghiệp dư của chúng ta sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Quan trọng là lần này mỗi nhóm một phòng riêng nên không bị ồn. Nhà nào cũng nghiêm túc quay, diễn, thậm chí là hóa trang. Nhưng chắc mấy việc đó chỉ là phụ thôi. Còn cười là chính. Bây giờ thì tất cả đều đang rất háo hức để có thể thưởng thức những thành phẩm bởi những ekip cây nhà lá vườn. Nhà trẻ xung phong trước ạ, các nhà khác có đồng ý không ạ? Đồng ý. Vâng. Ê, tao muốn chơi cái này. Cái này của mình mà. Sao mà các bé này, bé thì có dâu, bé thì mặt hơi không? Như các bạn đã thấy đó, không phải phụ huynh nào cũng có thời gian chăm sóc cho con của mình. Nên hãy đến với nhà trẻ của chúng tôi. Ồ vậy, đúng như cái tên nhà trẻ dựng ngay một video quảng cáo về nhà trẻ. Sự ngây ngô, tỷ lệ nghịch với khuôn mặt của các bé diễn viên làm điểm nhấn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ phim của nhà chín mùi. Yeah. Hãng phim Year One giới thiệu bộ phim Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 9 Mùi. Intro mà đã bom tấn như thế này rồi thì không biết nội dung bên trong sẽ còn đến mức nào đây. Tôi có mùi mà. Không phải mùi đó mà là mùi có ô. Chín mùi. Mùi có ô. Mùi có ô. Đừng cười nữa. Cái gì cũng cần có thời gian. Thời gian gì mà? Thời gian chín mùi. Mùi gì? Mùi có ô. Chín mùi. Mùi có ô. Mùi có ô. Trời đất ơi, sao mà nó vô tri. Nó hạt nhài mà nó cũng hài hài vui vui. Là sao nhỉ? Hàn Quốc có quý bà Smell, còn Việt Nam chúng tôi thì có quý bà Dỗi. Úi dồi ôi, cái gì mà ồn ào buổi sáng như thế này. Chất giọng khàn của anh Tài Tuấn Hưng đã góp phần lớn cho thành công của vai diễn này. Vừa duyên dáng, vừa hài hước. Không được cái việc gì cả. Đến với nhà cá lớn. Chơi tới mơ. Bà ơi, bà dậy uống thuốc. Bà ơi, bà dậy uống thuốc. Cười và cười. Đến nhà mất gừng thì không chỉ các anh tài mà chúng tôi cũng cười từ đầu đến chí cuối. Hình như xuất sắc mà. Cái môi bố kiểu rất rất duyên mà hài dễ sợ. Cường ơi, về mẹ giờ vừa có việc con à? Đúng mẹ không? Đúng mẹ. Cứ tưởng diễn viên nhà cá lớn sang làm cameo, hóa ra là anh Cường nhất. Có các diễn viên khác như mẹ Hưng, Mỗi Hưng sao vậy? Hiệp Lát mày đấy. Và Tùng Nón. Hay quá à.
diễn đều rất tròn vai. Thêm những màn hóa trang 5 đồng và góc quay đúng chuẩn hài TikTok thì nhà mất gừng quá xứng đáng chiến thắng trong ngoại khóa lần này rồi. Nó đây rồi. Nó đây rồi. Nó đây rồi. Những sản phẩm mà các anh tạo ra trong ngày hôm nay thì sẽ được trình chiếu trước phần công diễn của nhà mình như một món quà dành tặng cho các fan hâm mộ. Trời ơi, sao áp lực nghe vậy? Tụi em cũng có chuẩn bị mấy cái quần rồi, không sao cả, mình đội lên mình ra mình diễn thôi. Không ấy ơi, hay là mình đội luôn từ bây giờ đi, đây để chúng tôi giúp. Trước khi bước vào tranh chấp thứ tự biểu diễn, nhà mứt gừng bất ngờ có quyết định thay đổi nhân sự. Cụ thể là anh Tài, Trương Thế Vinh sẽ kế thừa vị trí thủ lĩnh của anh Tài Băng Kiều. Thủ lĩnh mới của bọn anh là Trương Thế Vinh. Bây giờ anh có một cái mong muốn là em sẽ thay anh làm thủ lĩnh. Nhau đã là sức. Để chọn thứ tự biểu diễn, các nhà sẽ dựa theo điểm hỏa lực của nhà mình. Tuy nhiên, ở công diễn 4, các nhà chỉ được chọn thứ tự biểu diễn của vòng đấu cá nhân và vòng đấu song ca. Còn ban tổ chức sẽ sắp xếp thứ tự phần tiết mục nhóm. Bằng kinh nghiệm sau 3 lần tranh thứ tự diễn, ở lần thứ 4 này, các nhà vô cùng điềm tĩnh lựa chọn thứ tự. Mở màn công diễn 4 là phần trình diễn của anh Tài Tiến Luật với ca khúc Sao Cũng Được. Thừa nhận mình là đối thủ nhẹ ký nhất. Trong 4 phần solo chắc có lẽ là Luật là đối thủ nhẹ ký nhất. So với tất cả mọi người đó, thì ai cũng là vô cùng khủng hết á. Với lợi thế, anh ca không hay, anh cũng không biết đàn. Nên phần trình diễn này, anh Tài Tiến Luật quyết định chơi chiêu, tận dụng sự hài hước, duyên dáng thì hóa thân thành anh Tài Binzy Xuân Đan. Nhưng mà nó lạ lắm. Đây có lẽ là phần trình diễn có nhiều cameo nhất, bởi không chỉ có Xuân Đan bản real, vừa làm cameo, vừa hát bè cho anh Tài Tiến Luật, mà còn có sự xuất hiện đầy bất ngờ của bà xã Thu Trang, giúp anh kết già. Đi về nhà làm nội trợ tôi nhanh lên. Tiết mục của anh Tài Tiến Luật phải nói là hát là phụ, tiểu phẩm là chính. Xét tiết mục của anh mà chúng tôi ai nấy đều không nhịn được cười. Quả là một mở đầu đấy thú vị cho công diễn 4. Đại diện nhà mứt gừng thi đấu vòng solo là anh Tài Phan Đinh Tùng với ca khúc Một Vòng Việt Nam. Với giọng ca đầy nội lực, âm vang, sáng và ấm, anh Tùng thể hiện ca khúc một cách rất tròn trịa. Anh hát tròn vành rõ từng lời, từng chữ trong bài hát như một cách thể hiện sự trân trọng, nâng niu đối với những con người đã làm nên kiệt tác quý giá này. Hình ảnh những bộ cổ phục được treo nghiêm trang trên sân khấu như thể đang nhắc nhớ về cội nguồn của đất nước. Sự thay đổi trang phục của anh Phan Đinh Tùng cùng với lời bài hát được kết hợp với tiếng Anh khiến chúng tôi liên tưởng đến sự phát triển của đất nước Việt Nam ta. Đất nước ta đang vươn mình ra thế giới, nhưng chúng ta chỉ hòa nhập chứ không hòa tan. Hình ảnh trang phục xuyên suốt ca khúc chính là cách anh Phan Đinh Tùng đưa khán giả đi chọn một vòng Việt Nam theo đúng nghĩa. Lấy giọng ca thiên phú làm điểm tựa, anh Tùng đã góp phần thổi lên niềm tự hào thiêng liêng dân tộc của dân tộc Việt ngay trong dịp đại lễ Ngày Quốc Khánh Việt Nam ngày 2 tháng 9. Như anh Tài Tiến Luật và Phan Đinh Tùng lựa chọn làm mới những bản hit quốc dân, người người nhà nhà đều thuộc, thì anh Tài ST Sơn Thạch lại lựa chọn một lối đi riêng biệt, đó là thử sức với một bài hát hoàn toàn mới. Ca khúc này mang tên Thuận Nước Đẩy Thuyền, do chính ST sáng tác, với bản phối mang âm hưởng dân gian, cùng trang phục phún cây trắng bắt mắt. Phần trình diễn đậm sắc màu non nước này của anh Tài ST đã nhanh chóng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Các khúc sử dụng đa dạng các loại nhạc cụ như đàn tranh, gõ phách. Nếu để ý kỹ hơn về lời bài hát, chúng ta thể nhận thấy rằng ST đang khắc họa hình ảnh đấng nam nhi, khao khát chọc trời khuấy nước, dấn thân vào những thử thách, chồng gái, đổi lấy sự tương phùng viên mãn cùng người con gái trở chàng năm xưa. Đặc biệt, chất liệu ca trù chính là điểm sáng để đưa màn trình diễn lên tới cao trào. Nhìn cái cách anh ấy kiểm soát vị trí và chuyển động thân người một cách uyển chuyển và chuyên nghiệp. Ít ai biết rằng ST đã bộc lộ năng khiếu này ngay từ khi còn nhỏ. Theo như tôi thấy, Thuận Nước Đẩy Thuyền là một nét vẽ hiện đại, đưa tinh hoa truyền thống tiếp cận với khán giả đại chúng và cũng chính văn hóa truyền thống trở thành điểm tựa cho màu sắc hiện đại thăng hoa. Quả thật, anh chàng ST đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn khi truyền tải điểm tựa đấy sâu sắc như thế này vào vòng công diễn 4.
Tại tập này, anh Tài Tuấn Hưng đã có rất nhiều sự sạc cà lốt. Muốn lột cả xác. Từ việc phá vỡ hình tượng hơn 20 năm trong vòng 2 phút. Cái gì mà ồn ào buổi sáng như thế này? Đến việc làm mới hình ảnh bản thân trên sân khấu. Anh chủ động anh nhắn tin là đề nghị là xin mọi người cho anh là được solo. Việc tự nhận thấy bản thân mình còn chưa có sự đột phá từ đầu chương trình cho đến bây giờ, cùng khao khát được đứng trên sân khấu với một Tuấn Hưng khác biệt, đã tạo nên một màn trình diễn vô cùng mãn nhãn. Concept những sợi dây trói buộc và anh Tài Tuấn Hưng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chúng, đúng như việc anh đang vượt chông gai, vượt lên chính mình. Phong cách bài hát, phong cách nhảy crump và tất nhiên là màu giọng khàn cực kỳ đặc trưng, tất cả đều vô cùng hợp với hình tượng gai góc của anh, đúng là đẳng cấp của một ca sĩ huyền thoại. Cho dù điểm số cũng chỉ là một phần, nhưng chính việc chủ động được solo cũng như việc muốn bản thân có một sân khấu mang dấu ấn riêng, chính xác đã giúp anh Tài Tuấn Hưng trở thành số 1 không có nhưng trong lòng khán giả. Những bài hát đã được mọi người yêu thích bởi vì thử thách và trải nghiệm, đấy là một cái điều duy nhất mà mình muốn mang đến với chương trình. Bốn anh Tài tiền phòng cho bốn nhà tại công diễn lần này chắc chắn đều đã làm rất tốt màn trình diễn của mình. Mỗi người đều có một phong cách, nhưng đều thể hiện những khía cạnh mới, nhưng vẫn phản phất cả dấu ấn cá nhân của bản thân. Cho dù kết quả như thế nào, thì chúng tôi tin rằng các khán giả tại thời điểm đó đều rất công tâm. Và điều quan trọng hơn cả là, cả bốn anh Tài đều đã bứt phá chính mình và cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời nhất. Bứt phá, hào hùng và đầy cảm xúc chính là ba từ mà chúng tôi miêu tả về bốn màn dấu ấn cá nhân của công diễn 4. Solo đã đỉnh như thế này rồi, không biết tới màn song đấu và đấu nhóm còn giữ cơ nào nữa. Các bạn có đoán được nhà nào sẽ giành được số điểm hỏa lực cao nhất và bộ anh Tài nào sẽ phải ra về trong tập sắp tới không? Hãy để lại một chiếc comment cho chúng tôi biết nha.